Hay, chào mừng tất cả các bạn đã đến với video này. Có phải bạn đang tìm kiếm mua một chiếc xe ô tô cũ, giá rẻ và chất lượng tốt không? Nếu đúng, thì bạn đã tìm đúng nơi rồi. Trong video này mình sẽ giúp các bạn lựa chọn được một chiếc xe ô tô cũ giá phù hợp với túi tiền của bạn. Và tôi hứa với bạn rằng nếu bạn xem hết video này từ đầu đến cuối thì bạn 100% bạn sẽ tìm thấy chiếc xe yêu thích của mình. Bởi vì trong một vài phút tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho bạn cách mua xe ô tô cũ giá tầm 200 triệu hoặc dưới 200 triệu. Hoặc bạn có 300 triệu đến 350 triệu thì nên mua xe cũ nào cho phù hợp. Hay là 400 triệu đến 450 triệu thì mua xe gì. Nếu bạn không có thời gian xem hết video này thì mình để link website thông tin chi tiết ở dưới phần đầu nhất của video này, các bạn nhớ vào xem chi tiết bằng cách click vào link đó nhé. Nếu bạn là người yêu xe ô tô mà mới đến với kênh YouTube này thì hãy giúp mình đăng ký kênh và bật cái chuông ở bên cạnh ngay bây giờ để mỗi khi mình đăng video nào thì bạn sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Những chiếc xe ô tô giá 200 triệu đáng mua nhất hiện nay. Theo chia sẻ của một số người có kinh nghiệm mua xe ô tô cũ thì bạn nên mua những chiếc xe có tuổi đời khoảng 6 năm trở lại. Nếu xe có hỏng hóc, phải thay thế một số linh kiện thì cũng dễ tìm hơn những đời xe quá xưa cũ. Khi mua xe ô tô cũ bạn nên yêu cầu người bán cho lái thử để cảm nhận chiếc xe đó có hoạt động tốt hay không. Cẩn trọng với những đời xe quá cũ, số km đi cực lớn nhưng ngoại hình lại vô cùng bóng bẩy. Vì có thể đó chính là chiếc ô tô cũ đã bị làm lại. Xem thật kỹ hồ sơ pháp lý của xe. Đây là một bước quan trọng.